xưởng sản xuất máy thực phẩm Hoàng Quân xin kính chào quý khách. Hôm nay chúng tôi sẽ làm một cái video demo trước mặt mọi người. Đây là một cái tủ hấp nấu đa năng 4K mini. Cái dòng máy này thì chiếu là dành cho hộ kinh doanh nhỏ hoặc là anh chị mang đi nước ngoài. Thì mình đã tương đối để mà có thể vận chuyển đi nước ngoài với cái số lượng cân quy định. Hiện tại hôm nay là sẽ làm món tôm hùm hấp bia. Hiện tại ở trong này, đây mọi người, hiện tại ở bên trong là đã đun sôi bia và xả với ớt các thứ rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ hấp, thì chúng ta chỉ việc cho như này thôi, sử dụng cái cây hấp nhé. Chúng ta cho vào, đơn giản thôi. Hiện tại là đang có chục con tôm hùm. Đấy, chục con tôm hùm hấp để nhậu. Làm luôn clip cho anh em biết cái tới cái tủ này 4K mini. Còn anh chị em ở Việt Nam mình thì hay dùng cái 4K to cơ. Đây là cái dòng này hay mang đi nước ngoài. Đang đặt nhiệt độ căng nhất rồi. Đối với cái con này chúng ta hấp khoảng tầm là 15 phút kể từ lúc nước sôi. Ngoài ra thì anh chị em có cái công thức nào hay hơn cứ thế mà áp dụng đối với cái tủ này. Có thể là hấp giò chả, xúc xích, hấp rau củ quả, bánh bao. Ngoài ra thì nấu được cơm, nấu cơm cũng bằng con này luôn. Đấy. Thì anh chị em có nhu cầu tìm hiểu chuyên sâu hơn về tất cả các cái sản phẩm của bên mình ấy, vui lòng vào cái website là maythucphamhoangquan.com hoặc gọi theo điện thoại theo cái số điện thoại ở trên video nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái clip. Xin chào.